Đoàn có nhờ tôi là build một cái team để đợt này thấy là kênh chắc thì anh em cãi nhau Ronaldo Messi cái thứ hơi nhiều. Nên là muốn build một cái team làm sao để gắn kết hai anh, gắn kết những cái tình cảm yêu thương các kiểu. Đó. Thì tôi bảo thôi tôi cũng nhận, ok không vấn đề gì cả. Ủa nhưng mà từ. À vẫn đủ tiền thoải mái. Chỗ này là đủ, tôi đánh giá qua nhìn qua đủ đấy. Nhìn qua thế này đủ. Em cái nick Tây Ban Nha tôi build đẹp như thế mà anh em nỡ lòng bán đi đùa. Ronaldo đầu tiên là phải có Cristiano. BTB 8 24.000 tỷ, tôi xin phép luôn tôi giả 22.000, 23.000 luôn. Tôi đổi lấy cái gật đầu cậu này, cậu đang đứng đầu. Mà tôi mua thẳng luôn, nên nó nét vì cái gì đâu mà tôi mua thẳng luôn, tí bán Xabi Alonso là xong. Nhưng mà hết thẻ mất rồi, hết cái gọi là cái thẻ giảm giá. Thành ra là bị hơi lăn tăn. Đấy, bây giờ mua được cái gói này kiếm được cái thẻ giảm giá là tuyệt vời nhờ. Chứ nhưng mà hết thẻ thì mã đi thầy. Ok, cảm ơn đấy. Đoan đây. Mà em đoan tự nạp vào nick mình mà tự nạp vào nick mình cho mình đi, mình cảm ơn vãi là ngáo mẹ ơi. Rồi là mua cái này lấy cái vé giảm giá đi, mua cái này hợp lý chứ nhỉ, mua cái này hay là một sổ tay để lấy giảm giá ok hơn này anh em. Nhưng cái này có cộng 8 này, có cộng 8 này, có các kiểu luôn này, 30% luôn này, sổ tay full chưa không biết đó, có biết đâu đến sổ tay này. Đoàn Nguyễn đã đầu nếp cho ta bi 10.000 đồng, cảm ơn Đoàn, xin phép không nhận ý hỗ trợ nhé. Thêm tiền bill dễ quá thì gọi gì là nhờ chuyên gia. Sổ này chuyên gia rồi. Build team phải đầu cá vá đầu tôm mới là đúng chất. Nó mới là thế, mà nó là xoay sở trong cái tầm giá, đừng không nhận hỗ trợ gì hết, xin phép luôn. Thôi khả năng chuyển tới đây là làm một cái luôn cho nhanh. Cô muốn mua à? Anh 724k tỷ R đấy ông béo. 22 anh si mà giá cô tới thì ông cứ liệu bọn NT. Cái này là do nhà phát hành sao lại do tôi? Anh chỉ bán nó chỉ giá nó chỉ có tên này thôi chứ. Sao do tôi mua min? Anh si tôi mua min. Uầy, chắc là phải đá Messi đây 4231. Đấy, Messi thì đã CF lệch bên này. Rồi, bên này đây. Rồi, Pedro không hay, tôi cảm nhận là Pedro không hay mùa này. Bây giờ là những cầu thủ mà thi đấu phù hợp với triết lý. Anh Si thì chắc chắn cũng phải 8 rồi, Ramos, Casillas sẵn đúng không? Như vậy là giữa BTB, Balak không ổn, còn ai nhỉ? Timo đã donate cho cảm ơn 40.000 đồng. Beckham bắt tù bắt. Chính xác, đầu tiên phải có Beckham, tim phải đẹp một chút. Thầy ơi, mua phố 4 ở đâu thầy nhỉ? Có biết đâu em ơi, có biết mua ở đâu, đã bao giờ đi mua nick bao giờ đâu mà biết. 5.700. Nét vét chạy cánh, nét vét thì xịn hơn này, nét vét chạy cánh xịn hơn cái con Pedro này. Bao tiền? Ui dồi ôi, 9.000. Ui giời ôi, 9.000 tôi chuyển con cỏ cảnh KC là đá giữa đi, kiếm một con KC đá giữa KC như 8.000 thế sao ấy. Ui giời ôi, 9.600. Tabi 10.000 đồng. Nếu mùa giải năm sau STV League, thầy Tân cố gắng luyện tập, trau dồi kỹ năng bản thân thì năm sau sẽ là năm 2025. Nguyễn Minh Quần đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nuốt không trôi thật. Em để ý anh em 7TV livestream cứ có cái kiểu pha nào va chạm là kêu tai tai. Mà nhắc đến Tài em nhớ anh gì người Maroc đang cưỡi lạc đà tại Ả Rập cứ hễ ngã là Tài ơi pen pen của em đâu. Anh trong đội hình rồi em nhé, không phải lo, trong đội hình rồi. Kevin sẽ đá cùng với Casemiro đi. BTB có con nào nhỉ? Mandini nhỉ? Benone có Mandini đi, không quá đắt đâu. Mandini cũng không quá đắt. Đây rồi, con nó rơi tầm khoảng 2.800 mút luôn này đi. Con nó chạy cánh đi hiện tại đã donate Zambrota 10.000 đồng. Thầy ơi, cứ giải nào thầy full win bị ban giải đó. Hay là... Đừng nói nữa, kệ đi, đừng nói nữa. Cứ nói hoài. Kệ đi. Hay là giao thua full thì cũng bị loại mà. EOC chạy cánh kìa, EOCBO chạy cánh được à? EOCBO ngon đấy nhỉ. Zambota như vậy là có cái hàng CB khá là chất lượng đấy. Hàng CB tàng các huyền thoại à. Bộ hàng phòng ngự cực kỳ gọi là đỉnh cao. EOCBO BTB. Đây rồi, Eusebio. Quá đẹp. Bây giờ đẹp hơn nữa nhá, khả năng là mình phải bỏ Beckham đi. Như vậy là sắm cái quả nét vét nữa là ngon lành. Nét vét. Bỏ KC Mojidan không bỏ. Đó.
Em mở 4 vòng bây giờ. Không anh ơi, bây giờ em không đủ thời gian mở 4 vòng rồi. Tiền đã đồng nhập cho ta bị trả sự khác gì tự đái còn vào giếng đâu thầy. Cứ lói lói thầy trà mà. Đời lên voi xuống thầy tao có gì đâu mà cứ lói ngoài. Mẹ mày giận thế để luôn đấy. Uầy. Nếu mà được tôi nghĩ là tôi nên bỏ Kevin để tôi dành tiền cho các vị trí khác. À Kevin mùa này cũng chửi. Em tao bảo tao là chìm đã đồng nhập cho ta bị 10.000 đồng. Cảm ơn chìm. Müller BTB là một món quà. Kẻ khiến Barca của So Chí phải trả giá 8. Hai, kẻ đấm Richa bằng một hat-trick 3, không vòng bảng World Cup. Bestcam Đức Cốp. Gullit à? Gullit có hơn 1.000 đúng không? Gullit hơn 1.000, con này cũng rẻ này, con Sané cũng rẻ thôi, 800 đấy. Mua này về đá dự bị được. Con này ok, con Gullit này. 1.800, mút con này về luôn. Có con nào nữa nhỉ? Con Pedro này dự bị này, Sané này. Còn con nào ta? Còn con... làm thêm tí ACN đi. Thôi bỏ con này, bỏ con này. Mình lấy gọi ACN về. Gullit. Rồi bây giờ mình mua một con chạy cánh nó rẻ rẻ, không cần quá đắt. Vừa nó Gnabry đi. Mua dự bị mà. Gnabry 500. Đó, tuyệt vời. Thế đó, cần gì đâu, ACN có thể đáo về được mà. Đó, lúc đầu dông tôi nhớ là mùa BTB không ai bán, mùa cáp thì có nhiều người bán. Giấu tên đã donate cho 48 tỷ rẻ. Thầy ơi, muốn cắt cái đầu như thầy thì ra quán bảo như nào vậy? Em bảo là ra quán cắt cho em cái đầu khắc. Đó, đây là người ta cắt cho em luôn. Anh ơi, cắt cho em đầu gì mà anh cắt cho em cái đầu khắc. Như vậy là chúng ta sẽ đến với phần sắp xếp chiến thuật một chút. Cùng nhau ghép được không phải chiến thuật này. Không phải. Lukita đã donate cho Tabi 10.000. Cảm ơn Lukita. Thấy bảo ông Lang Băm mới lên núi hái thảo dược. Em có con Agrian 16k hay là... À, lần này thì số lượng thuốc là nó về, nó thật là nó cũng về thật. Nhưng mà thực chất là nó không nhiều, nó về không nhiều lắm. Em ạ, nó về không nhiều nên thành ra là nó sẽ phải chọn những cái bệnh nhân ấy phù hợp. Tề Thiên Đại Thánh Tôn làm sao để chữa được thứ? Không thể nào mà đủ cho tất cả mọi người được. Cho em xin một slot cho cụ Clausidoc được không ạ? Sidoc được em nhé, Sidoc được. Ok. Thuốc về thì về nhiều thật nhưng mà nó không đủ tất cả mọi người. Đấy, nó không đủ tất cả mọi người được nên thành ra là mình cũng phải tính kỹ một chút. Cái gì mà cứ 1-3 nữa lao đến kinh vậy. Junior đã donate cho Tabi 10.000. Cảm ơn Topo Junior. Về bao nhiêu quân chơi bấy nhiêu rồi mà mặt cười. Cảm ơn Topo nhá. Ôi, đám ma đổi Manifay đi Sidoc đây hợp lý quá gì nữa. Người ta thích Sidoc thì tôi mua Sidoc cho người ta. Anh em cứ nghĩ ngợi nhiều ấy nhỉ. Nằm lúc CK thì sao TH Lang Băm? Năm lốp chuyển khảo thì sao? Năm lốp mà play ở đua thì khả năng là chưa mai nhỉ? Chưa mai chúng ta làm luôn đi cho nó nóng, không để lâu nó quên. Khả năng là chưa mai đi. Tôi nghĩ là chưa mai hợp lý đấy. Chưa mai là cái giờ rất là đẹp. Tôi tính ra cái giờ ngày mai, cái giờ mà ngày mai mà chữa bệnh nhé. Auto khỏi, đúng chưa ngày mai luôn, auto khỏi. Không khác được. Xem anh em off sớm đi. Ngọc Anh nó chuẩn bị qua Mỹ làm vệ sĩ cho Trang rồi, khó lắm mất một viewer. Xem cái gì, xem anh em off sớm đi. Khả năng là cuối tuần đi. Cuối tuần nhá. Đọc đúng rồi gì? Úi dồi ôi, đây rồi, thơm quá. Hai nửa thành ba người thơm tôi quá. Bú. Mấy thằng dâu còn cứ nhặn lên. Đừng cãi nhau nữa, đừng. Âm cuối là âm F, không phải âm G, hiểu hơn mà. Kìa, tôi chết rồi. Cái này là bàn phím à? Vãi trưởng cộng đoàn cũng đã bàn phím à? Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy phải trộm từng đồng mình làm ra vậy à thầy? Cứ lấy vợ đi thì biết. Anh em cứ lấy vợ thì sẽ hiểu. Đó. Anh Bảy ơi, Cristiano. Em Vũ Phan Ngân Đàn đã được 24.000 tỷ, đáng từng xu. Nhưng mà nói thật luôn là đội này nếu mà anh em mà thích ấy, anh em mang đi đá giải thoải mái. Nếu mà thích, không bao giờ thua luôn đá giải này. Giờ mà vuốt tóc vẫn dùng sáp là nhà tuê rồi. Vuốt bằng cái gì? Thầy có muốn giao lưu tí công nghệ vuốt tóc mới không hi hi? Thế bây giờ vuốt bằng cái gì? Đâu tôi vuốt bằng sáp là tôi làm chơi bằng đầm mà. Tôi thằng làm đồng biết không ạ? Mày bắt Eusebio. Đổi JK đi thầy, ông thầy ZD là cút thẳng. ZD kiểu gì chứ, thật sự ZD kiểu gì. Em với Vũ với em nợ lương 100k, nó bắt em ăn 100 cái chân gà mới cho hết nợ. Ui run tay quá rồi. Thôi được rồi, gọi Vũ ở đây. Thôi để tôi thay mặt em Đoan, ngày hôm nay thay mặt của Đoan. Gặp gỡ Vũ tí xem nào, không biết đêm Vũ đá được không. 3. Từ từ, fake cái. Lao kìa. Messi, Messi. Đừng ao, thật sự đừng ao, để tôi chơi, để tôi đá nốt. Đừng ao. Khi thấy Messi đá như vậy đừng ao.
ào luôn, đùa đâu, tôi cần gặp đối căng đi, tôi gặp cậu Vũ ra nào. Đang thể nó đang hay à? Đây, ok, rồi. Ôi trời ơi. Vào sân. Tôi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Anh Liêm vấp cỏ anh Thảo sút pen. Ôi trời ơi, anh Liêm cái kịch bản đấy đẹp. Đó, kịch bản đấy thật sự là đẹp. Nào. Sấy cho vào nếp không cần vuốt á. Nhưng mà tóc tôi nó cứng ấy các bạn, tóc tôi nó cứng, mai tôi phải giữ cắt tóc này. Cường Kèm Tới Chơi đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Anh Liêm là TK nào? Anh Thảo đội trưởng ai tự tin và cái? Timo, giơ tay lên. Nào, em Timo của tôi. Timo đã donate cho Tabi 500.000 đồng. Nín. Ok chưa? Xin cảm ơn Timo rất nhiều. À, hôm nay cậu đang điên đấy, cậu mới đập được quả Van Persie thì mà lên năng của cậu đang điên đấy nhá, đang nóng sôi máu đấy. Tabi 10.000 đồng. Em đầu quân cho bên Cường Kenzeze nhé, hi hi. Nháy mắt các kiểu. Chết rồi, không ổn rồi, Timo rồi, không. Lín. Ôi trời ơi. Nguyễn Trần Ngọc Anh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cường Kem này có phải Cường Kem vẫn hay đánh bia và là chủ quán bia ở Cầu Giấy không ta? Đừng hỏi nữa, thi đấu đi, đừng hỏi nữa. Không phải đâu, người ta không đưa thông tin lên đây đâu, đừng hỏi nữa. Đó. Leo Messi, Akana Messi. Cường Kem Tới Chơi đã donate cho Tabi 600.000 đồng. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Ấy, ý của cậu Cường ấy, cậu nói như là cái gì? Đó. Ông nói cái gì? Nghe, thi đấu đây. Thi đấu đen cổ vũ hồi ăn, có mấy đội cổ vũ căng nét ở kênh này mà. Qua luôn, nét vét. Leo nào Messi. Ôi trời ơi. Timio đã donate cho Tabi 1 triệu đồng. Cái này. Cái gì? Hả? Cái đấy đấy, ok chưa? Cái đấy đấy, ok chưa? À. Nguyễn Trần Ngọc Anh okay đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Anh Cường Kèm ơi, em góp ý xíu thôi là mình donate bên Peugeot dược khung. Mặt tháo nước. Được không? Ôi tôi thích ý kiến Ngọc Anh quá. Ý như nào nhỉ? Ôi trời ơi. Đoàn Nguyễn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thật sự tôi không biết ai làm đội trưởng cho bây giờ anh em set up cùng tôi. Ôi hả, mày thích cái đầu của cậu Đoàn thật. Ôi tôi thích cái tư duy cũng đang thật sự luôn đấy. Đó là nếu mà mình không biết thì mình hỏi đúng không ạ? Uầy, cái gì mà tôi đội trưởng đội Messi mà chứ gì nhận thua rồi, nhường lại sân chơi cho Ngọc Anh. Đã có lời với Ngọc Anh rồi đấy. Tôi nhường lại sân chơi cho người xứng đáng hơn. Cho Tabi 10.000 đồng. Ngọc Anh đốt nhà thầy à? Đá bóng đùa, đá bóng này con vợ Đoàn chắc là uầy. Đoàn này nhìn cái bóng này chắc là sau cái màn hình điện thoại chắc đang cười tươi lắm ấy. Camera quay tới cười tươi lắm ấy. Timo là người của tôi mà anh em cứ lo nhỉ? Hả? Còn Timo này có làm trong kho bạc, anh em không phải lo nhá. Bà thân này tôi gửi tặng Đoan. Chủ ác. Xin giới thiệu anh là Tabi. Nếu không thích cứ việc ra đi. Lên lên tiệm phố đến Nam Định. Với cái bóng đá thật là mami. Dẻo dai như là Sati. Đáng sợ như là Barbie. Mấy bạn fan gọi anh là thầy. Cho mời đến kênh của Tabi. Dạy đi anh sao đã chấn thương rồi, dạy gái nữa đi à? Cái gì cơ? Cái này này. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cô... A Cường tôi đi cố lên anh ơi. Cái gì cơ chứ thôi. Cảm ơn Cường nhiều, cảm ơn Timo nhá. Cảm ơn giấu tên nữa. À. Thất vọng với anh Cường bao nhiêu, đừng có thất vọng như thế. Hết sức rồi. Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Timo. Điều quá anh Cường Gigi, liều phát cuối hết đạn rồi. Ông đấy mà phải lại là em nhót đấy thì bạn mặt cười. Cái gì cơ? Tôi thích cái cách cậu ấy đáp trả. À. Quả Timo len lên sút lục lu đừng bắn vào mặt. Rồi ôi một rồi. Phát là tối oa mặt luôn. Bắn cái mặt Messi. Nope. Ca thấy ai đối lại nên tôi tiếp tục. Anh 7 chăm chỉ từ xưa. Tập gym 10 tiếng vẫn chưa muốn dừng. 6 múi nhìn nope. Quá là ưng. Chụp đăng Facebook quá chừng người ca. Sao thì nhót. Thơ. Thể luôn thơ. Mấy quả Việt Nam làm mấy quả thơ nghe khắm thật. Uầy. Up ảnh Facebook thì quá là cái gì? Gì thì quá là mê à? Cái gì? Thôi đi, bàn thắng này xin phép được gửi tặng tất cả những anh em fan Messi. Lính thì được gì gôn Vũ nhá. Mình là lính ấy. Được. Mạnh thế trời ơi. Cậu đu dân thì chưa có lương.
Dusan chia sẻ anh em là ấy mà anh làm công nhân cái thứ thợ xây cái kiểu mà đó, nghe câu chuyện nghe chia sẻ nó thật lắm. Nope. Cái con CF 70.000 tỷ đá nó khác biệt quá. Nguyễn Trần Ngọc Anh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Anh ơi, đâu xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh chạy nhau, đừng đừng xé áo nhau. Rồi. Sau này qua Mỹ đừng quay clip nhau, đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau. Hãy ngồi xuống đây ăn bánh uống nước rồi ta sẽ hòa nhau. Mọi chuyện sẽ được giải quyết, mọi hận thù trong mình tàng mau. Đoàn Nguyễn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bít lên 82K2 rồi chuồn chuột được mấy miếng hột thịt với Ngọc Anh đâu. Chưa đến lúc. Cảm ơn Đoan. Ba bàn cái gì, ba bên một lượt còn hơn cả chú đại đi. Nghe nó đau đầu thật sự ấy. Góc trên, dưới, giữa này. À ok, đi vào giữa. À làm sao được, Casillas BTB mà. Có tí có lo rõ rẹt. Ôi. Nope. Cảm ơn Timo. Anh Cường ơi, anh ngủ luôn đi. Giờ mà anh tỉnh dậy là nửa năm nữa mới thấy Timo đấy. anh bóng ngủ ở mặt và cứ vẫn búa xà cay tết, cứ ghê ra với phóng lan búa xà của ca sĩ của mình cay thật. Ôi trời ơi. Nguyễn Trần Ngọc Anh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Anh Cường ơi ơi ơi, anh đâu mất rồi, anh lên tiếng đi nào. Nói anh em còn đi xem độc đạo hi hi. Đã ngất rồi cứ bắt người ta lên tiếng ác thật. Đã ngất rồi bắt lên tiếng, tôi xử lý cậu vội luôn. Ok, với team BTB này, nhẹ nhàng tình cảm. Thế thôi, gắn kết yêu thương. Xe đòi Messi chơi cùng một đội bóng. Tuyệt vời chưa? À, tất cả những con người này, tôi bảo anh em nhé. Nếu mà anh em thích nhá, cầm đùi này, build đúng đùi như đá giải, anh em đá được thêm 3 năm nữa. Nói thật anh em muốn đá đúng 3 năm nữa. Không ao meta, đùi này à, build cái đùi mà đùa nó không có điểm chết. Rồi xin phép anh em là gửi lại cậu Đoan cái này để cậu Đoan trải nghiệm cái trận cứng nhá. Còn xin phép bây giờ tôi dừng content ở đây và tôi